Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và cướp đi sinh mạng của 14 người. Có thể nói, mất mát, đau thương là những cảm xúc không thể diễn tả thành lời của những người mẹ có con bị thiệt mạng trong vụ cháy ấy. Trưa ngày 25 tháng 5, trong ngôi nhà cấp 4 của ông Phan Minh Tú, sinh năm 1968, và bà Hoàng Thị Hồng Loan, sinh năm 1970, trú tại thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có rất đông người dân, hàng xóm đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho con gái là PTTH, sinh năm 1997, nạn nhân tử vong tại vụ cháy ở Trung Kính, Hà Nội. Chứng kiến người mẹ nghèo yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Bà Loan nghẹn ngào nói, mẹ đau, bố bệnh nặng, nay ai gửi thuốc, ai trò chuyện với mẹ mỗi đêm đây? Hai năm qua, chuyện buồn liên tiếp giáng xuống gia đình. Người mẹ nghèo dần kiệt sức khi nghe tin con gái mình đã ra đi. Bà Loan mới mổ chân do bị thoái hóa xương khớp, nay vận động kém. Còn ông Tú trước làm thợ xây, kiêm làm trưởng thôn nhưng nay bị ung thư gan. Cuộc sống gia đình từ khá giả, nay thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Vì gia đình khó khăn, bố mẹ bệnh nặng, chị PTTH trở thành người gánh vác mọi chuyện trong nhà. Hàng tuần, chị H đều gửi thuốc, đồ ăn về cho bố mẹ. Nhiều lúc thương con gái, bố mẹ bàn chuyện lấy chồng. Xong chị H muốn kiếm thêm ít tiền lo cho gia đình trước và dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức lễ kết hôn với anh NMXH, 27 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ. Theo phía gia đình, chị H và anh H quen nhau từ thời học chung trường trung học phổ thông, yêu nhau 8 năm nay. Theo bà Loan, chuyện tình cảm của con gái được nhiều người ủng hộ, liên tục giục cưới. Anh Hát cũng rất quan tâm từ gia đình bạn gái, về quê luôn mua quà đến hỏi thăm sức khỏe của bà Loan và ông Tú. Một tháng trước, nghe con gái nói về kế hoạch kết hôn với Hát vào cuối năm nay, bà Loan mừng thầm. Nhưng đến sáng ngày 24 tháng 5, gia đình nhận được cuộc gọi thông báo con gái mất trong vụ cháy. Lúc này, bà Loan như chết lặng, liên tục cầm điện thoại gọi cho con gái, nhưng đầu dây bên kia không phản hồi. Người mẹ hy vọng đó là nhầm lẫn vì hôm trước con gái mới gọi điện về động viên bố mẹ ăn uống thuốc đều đặn. Nhưng không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng. Hay tin con gái mất, ông Tú cũng rụng rời tay chân nhưng cố bình tĩnh để lên xe ra Hà Nội đón con về. Theo phía gia đình, đến tối ngày 25 tháng 5, cho cốt cô gái mới được đưa về quê nhà. Ông Hoàng Quốc Hải, bí thư chi bộ thôn Đại Châu cho biết, hôm nghe tin, làng xóm đã đến để cùng động viên hỗ trợ gia đình lo các thủ tục. Gia đình ông Tú thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua vợ chồng đều bệnh tật, nay con gái mất, thật quá đau đớn. Trao đổi với truyền thông, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, ông Đậu Thanh Tĩnh cho biết, gia đình ông Tú có hoàn cảnh rất khó khăn, khi vợ chồng bệnh tật, nay lại chịu cảnh mất con gái nên ai cũng xót xa. Chính quyền địa phương đang phối hợp để hỗ trợ gia đình lo thủ tục an táng. Cách nhà chị Hát chừng 3 km, người thân của anh NMXH cũng đang lo thủ tục để đón cho cốt anh về quê để an táng. Từng tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn của người thân khiến không khí trở nên tang thương. Ngồi hướng mắt lên bàn thờ lập vội, bà Nguyễn Thị Minh Thi, người thân anh Hát xót thương nói, chúng tôi đau đớn lắm, nghe tin ai cũng bàng hoàng, nhưng rồi mọi người cũng phải bình tĩnh để ra Hà Nội làm thủ tục đón cháu về. Theo người thân, anh Hát là con thứ ba trong gia đình 4 anh em trai, bố mẹ làm kinh doanh tự do. Hát hiền lành, chăm chỉ và vui tính. Từ lâu gia đình biết anh Hát có một tình yêu đẹp với cô gái cùng tuổi. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức kết hôn cho cả hai. Người thân nói, ra Hà Nội, người nhà nhận Hát ngay vì cháu mặc chiếc áo trên người được em trai tặng. Mẹ Hát nghe tin nằm liệt từ hôm qua đến nay, người nhà ai cũng sốc. Nhưng nén lại đau thương, phải cố gắng bình tâm để lo trọn vẹn cho cháu. Ngày 24 tháng 5, sau khi hay tin hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy là người địa phương, lãnh đạo UBND thị trấn Đức Thọ, UBND xã Tùng Châu đã có mặt để kịp thời động viên hai gia đình, đồng thời hỗ trợ lo thủ tục an táng. Ngày 23 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 29 tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng Campuchia Sam Chan Thon. Trong cuộc gặp, hai Phó Thủ tướng khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia trong xây dựng phát triển đất nước, trong đó có dự án kênh đào Phù Nam Techo phù hợp với quan hệ hữu nghị và các quy định liên quan của Ủy hội Sông Mekong Quốc tế MRC. Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng mong phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và MRC trong việc chia sẻ thông tin về dự án và đánh giá tác động của dự án này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của lưu vực sông Mekong, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực và vì lợi ích người dân. Ngày 24 tháng 5, báo Phnom Penh Post dẫn thông cáo báo chí của Hội đồng Phát triển Campuchia CDC cho biết, trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng Campuchia San Chanthon đã chia sẻ thêm cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về dự án kênh đào Phù Nam Techo. Theo thông cáo, Phó Thủ tướng đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất CDC San Chanthon cho biết dự án kênh đào Phù Nam Techo sẽ giúp giảm lũ lụt ở 5 tỉnh của Campuchia và ngăn chặn nước lũ tràn sang Việt Nam. Kênh đào này sẽ có 3 cửa cống ở tỉnh Kanda, Takeo và Kép để đảm bảo nước mặn không thể xâm nhập vào mạng lưới nước ngọt. Ông Chanthon chia sẻ thêm, cách xây dựng kênh đào sẽ giúp dễ dàng xác định tổng lượng và lưu lượng nước ngọt đổ ra biển, do đó sẽ tránh được mọi tác động tiêu cực đến môi trường ở cả Campuchia và các nước láng giềng. Phó Thủ tướng Campuchia giải thích, dự án này sẽ giúp duy trì tính bền vững của môi trường, hệ sinh thái và tạo ra các loại môi trường sống đa dạng, hữu ích cho sự sinh tồn của nhiều loài động vật, thủy sinh, thực vật và cá. Dự án cũng sẽ làm giảm lũ lụt ở 5 tỉnh của Campuchia và ngăn nước lũ từ Campuchia chảy vào Việt Nam. Ông Chanthon dẫn một nghiên cứu chi tiết cho thấy lưu lượng nước hiện nay từ sông Mekong ra biển khoảng 8.000 mét khối trên giây, sông Bát Sát là 1.400 mét khối trên giây, trong khi dự án kênh đào Phù Nam Techo chỉ là 5 mét khối trên giây, tương đương khoảng 0,053%. Phó Thủ tướng Campuchia chia sẻ rằng, kênh đào Phù Nam Techo sẽ được đào dọc theo các tuyến đường thủy tự nhiên và cổ xưa đã được sử dụng từ thời Vương quốc Phù Nam cổ đại. Ông Chanthon cũng cho biết, Campuchia đã nghiên cứu chi tiết dự án trong hơn 2 năm với sự tham gia của 48 chuyên gia kỹ thuật cao cấp, trong đó 11 giáo sư khoa học và 37 kỹ sư hàng đầu thế giới với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan như phân tích thủy văn, bơm và phục hồi kênh đào, thiết kế xây dựng đường thủy và giảm thiểu tác động môi trường. Kênh đào Phù Nam Techo dự kiến dài 180 km, nối cảng sông Phnom Penh với vịnh Thái Lan ở tây nam Campuchia. Dự án này đi qua các tỉnh Kanda, Takeo, Kampot và Kép. Campuchia cho biết mục đích của dự án là nhằm phục vụ giao thông đường thủy nội địa và kết nối đường thủy. Dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay với kinh phí dự kiến khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, thời gian xây dựng khoảng 4 năm và sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028. Hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định kênh đào Phù Nam Techo sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 1,6 triệu người sống dọc theo kênh và tạo ra nhiều lợi ích khác cho sự phát triển quốc gia. Trong thông điệp đặc biệt hôm 16 tháng 5, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, người từng là Thủ tướng Campuchia khẳng định kênh đào Phù Nam Techo không thể tiếp nhận những con tàu như tàu chiến của Trung Quốc, bác bỏ những nghi ngại xoay quanh vấn đề này. Ông cũng đưa ra kêu gọi khẩn trương tiến hành xây dựng kênh đào Phù Nam Techo vì nền kinh tế quốc dân và chấm dứt dư luận liên quan đến kênh đào này.